Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Bạn nào xem kênh mà chưa có đăng ký và chưa bấm like thì cho mình xin một like và đăng ký nha các bạn. Thì sáng nay mình đang ráp một cái mẫu xe Yamaha Exciter nha. Mẫu này thì là Exciter 155 phiên bản giới hạn nha các bạn. Lô này là lô thứ hai của bản giới hạn rồi. Với màu xám xi măng này thì các bạn trước đây các bạn mua bản giới hạn thì các bạn sẽ được mâm màu đỏ nha. Mâm màu đỏ như thế này. Nguyên cái mâm này các bạn, màu đỏ và cái tem giải này là màu đỏ, cũng là trên cái màu xám các bạn, cũng là trên màu xám giống như vậy nha. Nhưng đối với đời 2023 lô thứ hai này thì mình sẽ được cái mâm màu xanh nha, mâm màu xanh và tem màu xanh. Bạn nào thích mâm và tem này các bạn có thể đến liên hệ với hãng Yamaha gần nhất để các bạn có thể nâng cấp lên nha. Còn bạn thích nào mâm màu đỏ thì các bạn cứ giữ mình sử dụng nha. Đối với đây là lô thứ hai rồi bạn. Thì hiện tại đối với bản giới hạn thì mình chỉ còn được có 4 màu chứ không còn được 6 màu như cái bà đời lúc trước nha các bạn, cho cái lô xe trước nha. Thì bạn nào mà thích cái mẫu này thì có thể liên hệ với Yamaha gần nhất để các bạn sở hữu nha. Cái này là mình phải lắp thêm nha các bạn, ba ga này mình phải lắp thêm nha, của hãng Yamaha luôn, cũng 200 mấy các bạn. Đây. Rồi con này thì mình ráp xong rồi các bạn. Sáng nay mình đang trên cái trang fanpage bên công ty mình thì có một cái bạn ở huyện chạy lên chốt cái mẫu này luôn các bạn. Thì chủ yếu là cái giá mình rất là hợp lý các bạn. Giá đề xuất hãng là 52 triệu, bên mình đang vâng để 52 triệu, tuy nhiên thì đang có chương trình khuyến mãi hỗ trợ lại phía trước bạ 2,5 triệu các bạn. 2,5 triệu cho cái mẫu xe này. Giá thực tế các bạn mua bạn trả cho đại lý thì chỉ có 49.500.000 thôi nha. 49.500.000 mình giao bồ sơ gốc và về các bạn đăng ký được nha, đăng ký ngay lập tức. Thì mẫu xe này thì mình sẽ được lựa chọn 4 màu bản giới hạn, thì giá như nhau nha các bạn. Bản này là bản mắc nhất luôn đó các bạn, 52 triệu, hỗ trợ là phí trước bạ 2,5 triệu đến hết ngày đến hết tháng 5 nha, đến hết ngày 31 tháng 5 thì sẽ kết thúc chương trình này. Đây là chương trình của hãng hỗ trợ cho đại lý các bạn và hỗ trợ cho khách hàng. Chương trình này hỗ trợ cho khách hàng các bạn chứ không có hỗ trợ cho đại lý nha. Thì giá xe thì là quy định là 52 thì mình giảm trực tiếp luôn 2,5 triệu luôn, còn lại 49.500.000 chưa bao gồm giấy tờ đăng ký biển số, mình giao bộ sơ gốc để các bạn đăng ký. Thì đối với cái bộ mâm này các bạn, mâm theo hãng nha, đây mâm hãng hết nha các bạn, sơn mâm theo hãng hết chứ không có độ nha. Hai bít tông, bọn này bạn giới hạn thì mình sẽ được hai bít tông nè, được khóa thông minh nè ha, được bộ sạc nè, đây là dây, đây là đồng hồ các bạn. Thì đối với mẫu Exciter này thì mình cũng quay khá là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì mình hôm nay mình quay cái mẫu này để mình báo giá cho các bạn biết cái mẫu màu cũng như là giá cả thực tế ra làm sao ha. Thì bộ này thì mình cũng còn khá là nhiều xe các bạn, khá xe để các bạn có thể là hỗ trợ cho các bạn trong tháng 5 này. Tại vì mẫu xe này bên mình bán rất là nhanh các bạn, bán rất là nhanh, cũng như là giá cả bên mình cũng cập nhật thị trường á, cũng không có để lệch giá nhiều, cho nên khách hàng ở Cà Mau của mình cũng lựa chọn khá là nhiều các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng xe Exciter mà phiên bản từ tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt giới hạn thì bạn có thể liên hệ qua số điện thoại mình đặt ở trong cái video này nha, ở dưới cái phần mô tả các bạn. Mình có add cái địa chỉ của cái cửa hàng mình đang làm việc cũng như là số điện thoại mình để các bạn có thể là hỗ trợ comment nè, cũng như là tư vấn cho các bạn về dòng xe trả góp hay là về tiền mặt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình quay chia sẻ cũng như là ráp xe tiếp theo ạ.